Truyền thông Ukraine cho biết hệ thống tên lửa chống tăng Stuknape của quân đội nước này đã phá hủy nhiều xe quân sự Uran của Nga trong cuộc xung đột ở Kharkov. Trang Defense Express mới đây đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh hệ thống tên lửa chống tăng Stuknape của Lữ đoàn Cơ giới 92 Ukraine tấn công một xe tải chở quân của Nga ở Kharkov. Hiện phía Nga chưa phản hồi về những thông tin trên. Stuknape là hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển do Ukraine sản xuất. Đơn vị thiết kế là công ty nhà nước Lutsch. Hệ thống tên lửa này sử dụng phương thức dẫn đường bằng laser có khả năng xuyên thủng vỏ giáp dày của xe tăng và thiết giáp đối phương. Stuk Nape bao gồm một giá ba chân, hộp chứa tên lửa, bảng điều khiển từ xa PDU-215, thiết bị dẫn đường và máy ảnh nhiệt. Bảng điều khiển PDU-215 là một máy tính sách tay cho phép điều khiển tên lửa từ xa với khoảng cách lên tới 50 mét. Một kiếp chiến đấu bao gồm từ 3 đến 4 người. Thiết bị phóng được đặt trên giá ba chân, có một máy ngắm ảnh nhiệt với đơn vị hướng dẫn truyền hình độ phân giải cao, giúp theo dõi chính xác mục tiêu, tên lửa có chiều dài 1,1 m, đường kính 130 đến 152 ly, trọng lượng tên lửa 29,5 đến 38 kg tùy theo từng phiên bản, Toptap -E được trang bị đầu đạn nặng 8 kg với bệ phóng có trọng lượng 32 kg trong khi trọng lượng thiết bị ngắm và bảng điều khiển là 25 kg. Sukhdape có tầm bắn từ 100 đến 5.000 mét, sử dụng hai kiểu đầu đạn là nổ lõm hai tầng và nổ phá mảnh, cơ chế dẫn đường laser bán chủ động. Stuknap được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu bọc thép hiện đại, bao gồm cả giáp phản ứng nổ RA. Nó có thể xuyên qua giáp phản ứng nổ, đục thủng tới 800 ly thép đồng nhất RHA, tấn công cả mục tiêu đứng yên và mục tiêu di động. Stuknap còn được gọi là sát thủ diệt tăng do ukraine phát triển vốn nổi lên là một trong những hệ thống tên lửa chống tăng hiệu quả trong cuộc chiến tuy nhiên đây cũng là loại vũ khí đang bị nga truy diệt trên chiến trường ukraine